Đây. Lợn, lợn, lợn. Đi lên mang đệm kiếm ăn. Úi, thấy giờ nhà nó đệ lắm chó chưa? À. Cái đám chó săn cũng như kiểu chó này, chó cảnh này. Khách đến hay kia đến không bao giờ giữ nhà. Đây. À. Đấy, con gì đấy? À. Mới mua. Trời, vừa tọng sao? Kia. Dạ vâng. Dạ vâng. Quá đẹp. Con này là chó Tây không? Chó Tây. Phúc mặt xệ. Anh vừa tắm nó ạ. Vừa tắm xong. Lành lắm. Nó trắng động đấy. Nó lành lắm. Nó béo, nó phải tăng động để nó giảm cân đấy. Anh mua bao giờ mà quen nhanh ấy? Vừa mua xong. Chó này ai nó chả quen. Con béo ấy. Nhà mời một đàn chó, nhà tao có một con này. Con lợn đấy. Thì đẹp không? Đấy, cho nó về cho đi. Quán mõm nó ấy kìa. Đi quay cùng anh em mình. Chơi cùng anh em mình. Quá đẹp luôn. Hôm nay con này tự dưng. Con này xuất xứ nó ở nước nào? Nước Anh. Nước Anh à? Anh Pháp. Đấy. Đẹp không? Sướng không? Đẹp. Quá tuyệt vời. Quả mông nó sướng nhỉ. Quả mông này á phải được nước bên hai xiên thì nướng. Xin được. Tại nó mỡ quá người ta mới không thịt đấy. Béo rồi. Thịt bố rồi. Đẹp chăng? Đẹp. Tối con này ăn được cái. Cái. Tắm rửa sạch sẽ nó lên giường ngủ cùng mùa đông. Hơi bị ấm luôn. Ui, mỗi tội giúp lòng thế. Nó đã thấy lâu. Ui, chó nó ngủ thấy lâu. Đấy, thấy chưa? Đẳng cấp chưa? Mỗi tội hơi sâu răng thôi. Béo quá, siêu béo luôn. Siêu béo luôn. Khoái nhất là ở cái béo ấy. Béo nóng nát nóng nính nha. Chuẩn lắm rồi. Anh mua này nhiều tiền không? 700, à 7 triệu 700 hay 7 triệu? 7 triệu Thế mày mua con này bao nhiêu tiền? Con này là hạng thương gia. Con này hạng đẳng cấp. Này. Con này nó biết là kiếm bao nhiêu mồi không? Con này á, này, mày biết là nó phải đi từ đâu phải không? Mấy con chó bị tí này cho tránh con chó săn mũi em. Chục triệu, nhưng con như này chục triệu, con này có 7 triệu. Đây này, tao cho mày xem nhá. Giá chó phúc mặt xệ nhá. Cho mày xem luôn. Tao lại lừa mày. Đẹp. À, đây này. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng chắc chỉ triệu thôi. Triệu mà đậm được vào. Chị bán không? Bán lại đi em này. Cái gì? Bán lại đi em đi, anh nuôi con này á 3721 ngày. Không bị mất thì là xe tông xe cán. Thì không thì chết đói bỏ đi. Mua ừ? Mua bao nhiêu? 1 triệu. Mày điên là tao mua 7 triệu. Đây này, nhìn này. Thấy chưa? 15 triệu. 15 triệu. Này, con chó, cái loại chó lai này 250. Này, 15 triệu đây này, đây nhá. Béo con này chó lai. Từ 20 đến 25 triệu đồng một bé Phúc. Đầy đủ giấy tờ, có giấy tờ thuần chủng. Này, Hiệp hội chó giống Thái Lan. 20 đến 25 triệu. Tự rẻ. Con này tao mua là còn tự rẻ. Nhưng mà đây này, nó ra đầy lông này. Thì nó ra vợ anh thịt bỏ ngày. Con này nó chẳng ra đầy lông à? Nhưng mà chó đang thay lông. Chó đâu? Sao không nuôi được chó? Nào. 1 triệu bán không? 7 triệu, tao vừa mua 7 triệu, tao vừa mất công tắm cho nó nhé, xong rồi còn phải mất tiền mua xà phòng dầu gội đầu tắm cho nó, bán cho 17 triệu chỗ hữu nghị anh em này. Mua không? 2 triệu. Bán cho anh em mình nói chung. Bớt cho 1 triệu thôi, tức là bây giờ chung đúng không? Tao mua 7 triệu. Thì thôi tao chung 1 triệu, mày giả tao 6 triệu. Hả? Thì giả thế? Thì tao chung 1 triệu thôi. Chả ai chung khôn như này. Thì chung thế nào? Cũng được cổ phần mà lại được giận 6 triệu mọi người. Thì tao cổ phần 1 triệu. Thế nhá, bây giờ. Nha, hóa giá mọi người. Căng điếc. Kinh cơ. Không bằng cái được. 3 triệu. 3 triệu á? Ok.
Này, có bị chó thật không ấy? Đùa, tao tê về luôn. 3 triệu là tao cổ phần vào đây 4 triệu nhá. Ừ. Được không? Cười gì? Không mua thối. Này, 3 triệu. 3 triệu không có mặc cả nữa đâu, không đấy, thôi tao đi về. 3 triệu cổ phần cho đây 4 triệu. Thì tao cổ phần 4, tao mua 7 triệu đúng không? Tao cổ phần. Hả? Không cổ phần thì 5 triệu. À không bổ nhau thì 7 triệu. Cổ phần anh chơi chưa? Không cổ phần thì 7 triệu, cùng nuôi, nuôi chung. Không cổ phần 3 triệu rưỡi. Mua đứt luôn. Hả? Mới biết là mua đứt thì tao lỗ à? Thế thì tao 3 triệu rưỡi, tao cổ phần 3 triệu rưỡi, mỗi người một nửa. Không. Mỗi thằng nuôi một hôm. Anh nuôi thế được một bữa là anh lại đòi về. Đòi về gì không? Không biết, 3 triệu rưỡi bán đứt không cổ phần. Đứt à? Nhưng mà tao mua 7 triệu thì tao lỗ à? Này, anh bảo con này có giấy tờ á? Có giấy tờ không? Đâu? Đâu? Có, gì ngại? Có giấy tờ. Lươn cái gì? Tao mua 7 triệu thật mà đùa. Nào có mua không? 2.6. Quyết một câu hả? 2.6. 3.6. 3.6. Đi à? Nè, 3.6. Mất tí ra, mất tí ra là đã 3.6 rồi. 3.6 nhé. Mất tí máu 600. Ấy, không lý lắm. Thầy xem bói bảo 3 tài 6 lộc. Thôi được. Tài lộc. Ôi. Cái giá cuối cùng 4 triệu. 4 triệu là tử. 3 triệu 8. Mua trong mắt chết tôi. 3 triệu 8. Tam phát 3 triệu 8. Chốt 3 triệu 6. Không, tao đi về. 3 triệu 8. 3 triệu 8 thôi nha. Ok. Ok. Mai tao đưa giấy cho. Giấy ở nhà thật mà. Thế mai đưa tiền. Không, thế thì mai lấy chó. Nợ, nợ. Không. Nợ em chưa lấy được luôn. Sao lấy chứ? Lâu lắm. Lâu tao chờ được. Sao? Ngoài thời gian ra tao chẳng có cái gì cả. Thời gian có từ giờ đến sáng mai. Ừ, đợi luôn. Con chó nào nó lời. Con chó nó lời. Ừ. Đấy. Nó đi ra mời đấy, nó bảo chủ này. Này. Đợi đi đấy. Thì tao đi cùng. Cái em tiền cùng. Tiền nong như có cái gì đâu mà phải. Đáp đây em chó. Làm gì? Ai? Mất trộm chết đấy. Không mất trộm đâu. Chó đi bán chó. Không, tiền là mặt tao nó bẩn. Ai da. Kinh xuất kho rồi, xuất kho rồi. Quả này kết rồi, mình bán bị lợn rẻ rồi. Mẹ nó kết rồi mà. Đấy. Vào mặt kim cương hết cả ký. Cho rõ cả cân cả ký. Ây da, kinh đấy. Nó kết biết thế mẹ. Thôi không bán 4 triệu, không bán 3 triệu 8 này, rồi. Này, bảo con chó nào cũng bán được. Đâu, không. 4 triệu, có mua rồi mua. À, 7 triệu. Ui dồi ôi, nhà nghèo lại còn đi nuôi lợn nhựa. Mày không có đủ tiền để mua con lợn đất mà nuôi à? Tí ra cho 100 mà mua con lợn đất. Có mua không? Tao mua gì mấy? Dạ. Ăn đi. Ai à. Đố biết rồi không? Ai? Kinh thật. Ui, ghét nó chó mình bán bị lỗ thôi. Này, không phải giả vờ là đắt. Chả thế. Đấy, bàn giao lại. Đấy, đùa, ta lại còn vừa mua cái xích. Ta vừa mua xích với vòng cổ của nó nữa. Này, xích này, xích này, xích cho cái nữa. Không cho bây giờ tao lấy cái gì mà đấy nữa ha. Sang tiền, sang tiền. Rồi đi lấy kéo cắt trả tiền đi. Điện đâu ấy, bật đâu ấy. Bật điện ở trong ấy. À, giữ đấy. Quỳ đi mất. À, giữ đấy. Tao bật điện, đến điện cho rõ. Mổ. Lâu lắm rồi, bây giờ mới được. Được này. Mổ con heo đất na. Lợn em bị dày quá. Đùa, mua con lợn đất xéo có phải? Mua con lợn đất có phải ghê không?
Bì dày lắm. Uầy! Chết! Cái gì? Đứt chết tiền. Quá tay, quá tay. Này, đứt đồng đói, bắt đầu đồng đói đấy. Này, đừng có cố ý nha. Úi. Con này béo phớt đấy. Chả béo không? Sao tôi cứ thấy mày nuôi lợn được 1-2 tháng rồi lại mổ? Cứ nuôi làm gì? Anh thấy con lợn là chúng được vĩnh viễn đâu. Thế là tạ người ta còn thịt gì? Xa. Này. Nhiều thế đấy. Thế rồi. Thì tao cũng hiểu mày đống vào. Đây. À, nhiều ghê đấy. Nào, đưa đây. Nào, đây. Bàn rào. 2 triệu. Đến lâu lắm. 3 triệu. Là ba. 1, 2, 3 triệu. 3 triệu 8 này. Đấy là của em. 4 triệu à? 3 triệu. 3 triệu 8. 3 triệu 8. Phải vẫn còn 1 triệu. Đấy à, dày đạn lắm. Dạo này lại ở nhà lại có thu phế hộ mẹ không? Không. Mà lại lắm tiền đấy. Ừ. Mà lại chuyên là mẹ đến khách đến mua thuốc xong rồi thu phế hộ. Thỉnh thoảng là shipper ấy. Shipper trả tiền ấy. Shipper trả tiền ấy. Làm gì ít. Này, bao nhiêu công sức em phơi thuốc cùng này. À, công phơi thuốc. Nhưng mà công phơi thuốc của Marie hả? Chẳng nghĩ em bị hỏi. Chết ngại, người lớn này. Hả? Phải gì? Tao nợ làm gì mày mà hỏi. Thế anh có thấy ai nhá? Đi bán đồ cho người ta mà không ra hàng không? Không, để nuôi của lớn không? Anh lớn không? Hay ăn trong lớn không? Hay ăn trong lớn lắm. Ừ. Nơi chưa thấy nó đủ béo à? Ăn không, nữa để nó chết. Nó bé, cho ăn lên mấy lớn. Bé cái gì? Nó chỉ được thế này thôi. Không biết, đưa tiền hay ăn trong lớn đấy. Không có về, anh chỉ nữa. Như anh em mua em mất, anh về khỏi nhà nó lăn ra được chết rồi đó. Em lỡ à? Ok, hôm nay hào phóng hay ăn trong lớn. Lít. Giờ là 5 lít trong chút giờ 1 lít. Có lấy không? 5 lít. Tao đã chịu lỗ rồi, có lấy không? Ai chịu lỗ. À, không lấy thôi, thôi có đi về đó. Bạn ra có lấy cho. Hả? Có. À, đó, ok. Đó, hôm nào mà phơi thuốc, anh biết có chữ lao gọi tao nhé. Đấy, anh đi về. Kiếm, kiếm. Hết cho chơi nhiều. À, quỳ. Mày bán cho tao 1 lọ thuốc này. Hồi chị, ăn nhầm. Thuốc yếu sinh lý. Cái đấy là trên mạng bọn trẻ con nó cứ hỏi tao, tao không biết thuốc hồi sinh là gì cả. Tao yếu chỉ sinh lý á? Thuốc yếu sinh lý thôi. À. Bao tiền? Yếu. Anh bị hồi sinh lý à? Tao mua cho bạn. Để lấy mua kiếm cho bạn. Nhưng mà tao kiếm tí lời. Bây giờ mày bán cho tao giá gốc đi để tao bán cho bạn tao. Ok. Hai. Đâu? Hai. Đệ tử chân chính. Sau thầy một thầy làm mau đây đấy, ôi sợ đệ tử thứ bao nhiêu của mẹ em? Thôi mõm vừa thôi. Nhà mau đệ đệ làm thuốc nam gia truyền từ thời ông cố đến thời mẹ mau đệ thì thất truyền nhé mọi người nhé. Đến thời mẹ mau đệ. Cũng vậy, có cái cứ. Đến thời em là thất truyền. Lấy thuốc đi chị ơi. À quên, ai mà cần thuốc nam gia truyền chữa những cái bệnh như thận, gan, trĩ, dạ dày, khớp, hiếm muộn con, yếu tinh trùng, mang thai, viêm xoang và một số bệnh khác thì liên hệ cho mẹ Mao Đệ ở số điện thoại 0978297312 nhé, hoặc cả cái số trên nữa 0972725820. Rồi. Anh có lấy đấy không? Anh có lấy thuốc uống không? Thuốc uống lá cây ấy. Đâu? Em thuốc nào mày cứ cho tao khỏe là được. Đấy là một bịch khỏe là được. Em không biết bốc nhưng mà mẹ em bốc sẵn rồi. À, bốc sẵn rồi hả? Anh có bị chi không?
gì? Điền à? Tao yểu khỏe lắm. Có biết xoang không? Thuốc lào lắm, không thể xoang được. Không biết được hay là mẹ em ngâm rượu. Ủa thuốc ngâm rượu. Đây. Bộ này cũng được. Tao cứ ngâm rượu. Có thuốc đây. Uống riêng nhưng mà cái này cũng được, anh ấy uống rượu cái này cũng được. Không, tao mua cho bạn tao thật mà. Tao để cho tao kiếm tí lời. Hôm nay tao lời nhiều phết. À nhầm, à, mọi khi tao lời nhiều phết. Bán thuốc ấy. Nào, giá không? Nó tặng chồng ấy. Đấy, thế này thôi cũng được. Nhưng mà em cũng bị trắng không? Bổ thận tráng dương đấy. Thì 50 tất chỗ này. Anh bị rồ à? Bao nhiêu? 50 á? Bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Không biết mẹ em bán bao nhiêu. Thế thì tao cứ lấy về xong rồi tính sao nhé. Không. Ôi trời không. Thế em bán thì... trộm mẹ lại còn đợi về hỏi giá à? 5 triệu. Được. 5 lít thì tao còn thấy tập tạ 5 lít chỗ này á? 5 lít. Ok, được. Nhưng mà anh phải... Anh có làm cách nào? Kín gì, giữ mồm giữ miệng gì. Đây, ok. Ok. Giữ mồm giữ miệng. Vậy 5 lít thì tao về tao bán 1 triệu. Tao thì kiếm 5 lít nữa. Ok. Bye bye thằng em. Ok. Ấy, con chó đâu? Chó của em, chó của anh à? Con chó đâu? Nó chạy mất. Đây. Nuôi nó cẩn thận nhá, tao mua 7 triệu đấy. Ê sợ. Bây giờ tao... nó là chủ quyền sở hữu của em rồi. Ừ, của mày rồi. Tao đi về đấy. Ê, tao đấy, à, cho nó ăn đi, tao thấy nó đói đấy. Lúc tao tắm tao đói. Đói, em đầy đủ. Ừ. Thôi, bây giờ đi về mọi người ạ. Nuôi nó cẩn thận nhá, chết là tao mẹ đòi lại tiền đấy. À nhờ, chết, chết sao phải phạt tiền, quên đòi lại tiền. Về nhá. Lần sau có mua chó, tao lại bán nữa nhá.